Alo, kênh 7 xin nghe. Thời gian qua, Alo Cử Tri nhận được phản ánh của các hộ dân thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng về nỗi lo ô nhiễm từ nhà máy sản xuất sút đang được thực hiện trên địa bàn. Con suối này là nguồn cấp nước tưới cho nhiều hộ dân ở thôn 20. Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng cá chết cùng mùi hôi khó chịu. Nhiều vườn rau của người dân sau khi sử dụng nước suối để tưới cũng chết dần. Lúc trước cái lúc nào cũng tưới cái suối này, tưới cái này cái rau chết hết. Đấy, rau chết thế này đấy. Bây giờ hàng ngày mình chỉ sử dụng cái này thôi, rau xanh, rau sạch cây nhưng mà đâu có sạch nữa. Mà từ đây trước là nước này cũng sạch như vậy, nhưng mà cá không chết, nhưng mà bắt đầu nước xuống là bắt đầu cá chết. Theo người dân, một trong những nguyên nhân là do nhà máy nhôm Lâm Đồng xả nước qua đường này. Nước có màu đục, nổi bọt. Nỗi lo về môi trường luôn ám ảnh người dân nơi đây. Nay thêm dự án nhà máy sản xuất sút càng khiến người dân thêm lo lắng. Đúng mùa, cuối mùa là mùa gió đó, tạt vào đây, dân làng là cà phê có đậu không? Không phải đậu hạt được. Dân tôi đang lo lắng thế. Dân có ý kiến rất là nhiều, giờ họ cũng cứ làm thinh vậy thì dân cũng chịu thôi, nói thẳng vậy. Nên là dân giờ không biết làm sao, mà sống thì không yên. Mong muốn được di rời, tái định canh, định cư là một thực tế. Nhà máy làm ở đây thì yêu cầu nhà máy di dân chúng tôi đi nơi khác để coi là tránh cái tình trạng ảnh hưởng sức khỏe sau này, mà kể cả chất thải. Dự án nhà máy sản xuất sút 20.000 tấn mỗi năm và các sản phẩm xử lý nước cấp và nước thải clo do công ty cổ phần HC Bảo Lâm làm chủ đầu tư. Dự kiến hoàn thành vào quý 2 2024. Qua rà soát, có 50 hộ dân nằm ngay dưới khu vực hạ lưu dự án. Nếu như mà có tác động môi trường ảnh hưởng thì sẽ có cái di dời các hộ dân ra khỏi địa bàn, thì lúc đó sẽ các cơ quan chức năng, đặc biệt là sẽ chính quyền địa phương sẽ báo cáo với các nhân năng để có cái việc là xin di dời. Kiến nghị của nhân năng sẽ có bố trí tái định cư cho các hộ dân này. Hiện quá trình xây dựng và đi tới hoạt động của nhà máy sản xuất sút được cơ quan chức năng theo dõi với phương châm phát triển địa phương nhưng không đánh đổi môi trường và sức khỏe người dân.